phòng. Vâng, xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Đây là số đặc biệt dành cho những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam, được phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời các bạn, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Đúng rồi. Đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thuần Việt là được. Thuần Việt. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá. Con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Em không ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ, làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. Mời nhà trai. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Xin phép chào bạn nữ bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Trương Văn Pháp, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại đội. Hiện đang công tác tại đại đội 2 tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy sự tỉnh Long An. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con nay 29 tuổi. Ủa vậy bây giờ đang cư ngụ ở đâu nè? Dạ hiện nay con đang ở Long An. Ở Long An luôn ha, dạ. Làm việc công tác. Là khu huyện nào không? Dạ con ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thạnh Hóa, Long An. Dạ. Bên nhà gái mình giới thiệu coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Mỹ Hạnh. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Bè, thành phố em làm gì nè? Dạ, em làm kỹ sư cho một công ty nông nghiệp. Mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu đi Pháp. Dạ, con thì điểm mạnh thì con chơi được thể thao một số môn. Như, môn gì? Đá bóng, bóng chuyền, bơi lội. Cái ưu điểm tí nữa là con không có giận dai, không có thù lâu. Nhưng mà cái khuyết điểm của con là con hơi khô khan tí thôi. Chú thấy con không khô gì đâu, cười cũng tươi lắm á. Nhưng mà hơi già hơn trước tuổi thôi. Nhìn đâu ai biết 29 tuổi. Bạn bè con cũng hay nói con già trước tuổi. Cũng có nói gì luôn hả? Dạ, có chứ. Mà Pháp yên tâm đi, bên đây ta kỹ sư nông nghiệp, ta tưới tiêu cho, tưới bón rồi về tư. Dạ. Lại con tật xấu gì không Pháp? Con thì tật xấu con cũng hay nóng tính. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè con? Tính cách của con thì con tự thấy mình là một người độc lập, mạnh mẽ. Và mọi người thì cũng thường hay nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Có nhược điểm gì không? Dạ nhược điểm là nhiều khi cười quá thì nó hơi lố. Nên trước khi lên đây bạn con cũng có dặn là hơi tiết chế lại chứ để mọi người đánh giá. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Con thì được một mối tình. Chia tay cách đây thì cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm, lý do? Trong thời gian quen thì cũng bình thường, nhưng mà tới một ngày thì con chiêm nghiệm lại cuộc sống của con thì con thấy con với anh đó không cùng lý tưởng. Nên là con quyết định chia tay. Cái lý tưởng sống của con là gì? Dạ, lúc mà con quen anh đó thì con xác định là tương lai của con sẽ về quê. Nhưng mà sau một thời gian thì con xác định là con đi học, phát triển sự nghiệp. Nên là con không cùng chí hướng với anh đó nữa. Ông mối ông kỹ sư ông nông nghiệp hả? Dạ. Trời ơi, nhìn tưởng đâu. Dạ, cái này con... phơi nắng nó cháy chú ơi. Cháy rồi hả? Đi nông nghiệp mà nó cháy rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người trưởng thành. Trưởng thành, ai lớn lên cũng trưởng thành. 29 là trưởng thành rồi. Dạ, nhưng có một người tuổi lớn nhưng mà cái tính cách người ta không có được chín chắn. Ai vậy? Ai mà tuổi lớn có mà những... Có nói... những người. Đừng nói nha, đừng nói chú nha. Có ngoại hình sao? Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m65. Dạ. Bạn đó cao nãy thấy rồi, cao lắm. Được rồi. Không, sao nữa? Không hói. Đảm bảo không hói, nãy là thấy không hói rồi. Bụng có bự không con? Bụng để coi nha, để coi có bự không. Trời ơi, người ta trong môi trường hoạt động mà. Chào cô. Rồi, ngon lành, bụng con bự, người rắn chắc, da ngăm đen, ok? Dạ. Còn con muốn cái mẫu người bạn gái mình sao? Chủ yếu con mong muốn ở bạn gái con thì nếu mà được thì con mong muốn là thấu hiểu nhau một tí, thông cảm về cái công việc của con. Và một cái nữa là nếu mà tiến tới xa hơn đó, nếu về quan hệ gia đình bên chồng thì hơi hài hòa một tí là được. Hài hòa, kính trên nhường dưới đúng không? Dạ, dạ. Con làm được không con? Dạ được. Đã được đúng không? Dạ. Rồi có thích kỹ sư nông nghiệp không? Dạ cũng thích kỹ sư đó cô. Mấy người mà yêu thiên nhiên á, hòa mình với thiên nhiên. Dạ. Là thường là những người dễ gần lắm á. Pháp có mấy mối tình rồi? Dạ con tới thời điểm bây giờ là có 4 mối tình rồi. Trời đất ơi, mối dài nhất là nhiêu? Mối tình dài nhất của con là được gần 3 năm.
3 năm, ngắn nhất. Ngắn nhất là khoảng 5 tháng rồi. Ừ. Rồi lý do sao chia tay? Một là về cái tính cách không hợp, hai là cũng về cái công việc của con, rồi ba là về cái địa lý, như cái mối tình cuối cùng của con yêu là... xa. Dạ, yêu xa quá rồi bạn đó không có chấp nhận được. Rồi cưng cái ngoại hình của bạn gái cưng muốn sao nè, tóc tai sao? Dạ, đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thường việc là được. Thường việc. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá, con không có... Bên kia không hề nhuộm, bên kia tóc đen. Ừ, ông bà mình nói ngộ lắm con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Nhưng mà vấn đề cái tóc á thì mình nhuộm lại mấy hồi. Dạ, dạ. Bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Rồi mình cho gặp nhau đi. Bây giờ mình đi với thủ trưởng của mình đúng không? Dạ. Cao với cô Hồng Vân với lại chú là hôm nay con đi với lại thủ trưởng con là Trung tá Đậu Bá Hà, chính quỹ của trung đoàn. Dạ. Đồng chí thiếu tá Lê Ngọc Bích, phó tiểu đoàn trưởng. Và các đồng chí trong đơn vị của con. Rồi. Rồi, xin mời đại diện chỉ huy ạ. Trước hết thay mặt chỉ huy đơn vị xin gửi tới MC Quyền Linh, MC Hồng Dân và biên tập chương trình Bản Môn Hò. Dạ. Nói về đồng chí Pháp thì đồng chí Pháp là một người đầy trách nhiệm. Trong công việc thì luôn luôn là tin tưởng, được cấp trên tin tưởng và giao phó. Giao việc gì là đồng chí Pháp là trọn vẹn trong mọi công việc. Riêng về phía bạn gái, phía đơn vị là ok rồi. Phần sau thì dành riêng cho hai bạn là tìm hiểu và tiến xa hơn. Và đơn vị cũng muốn là sau này là có một cái tấm thiệp hồng ghi tên của hai bạn trong cái chương trình mà qua cái nhịp cầu của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Và được gửi đến thủ trưởng. Xin hết. Mà thủ trưởng có muốn bạn này nhuộm lại tóc đen không thủ trưởng? Tóc thì nó cũng không quan trọng để đánh giá một con người. Dạ. Mà bên cạnh đó là phải đánh giá về vấn đề phẩm chất, đạo đức và tính cách của một con người thì mình sẽ tìm hiểu hơn. Yeah. Xin hết. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Trời, cảm ơn thủ trưởng. Công nhận là thủ trưởng là rất là tâm lý luôn. Trời ơi. Tâm lý và thương, gọi là thương đồng đội. Rồi hôm nay con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp của con. Ừ. Rồi xin mời bạn đồng nghiệp. À, con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, chào Pháp và chào toàn thể hội trường. Con là Nguyễn Thị Anh, con là bạn của Hạnh. Với nhận xét về Hạnh thì Hạnh là một người rất là thân thiện, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng. Nhận xét về bạn trai thì bạn trai cũng khá là hợp với Hạnh. Nên là cũng rất mong là hai bạn có thể cho nhau cái thời gian để tìm hiểu nhau. Cảm ơn cưng. Bạn trai hôm nay quá là đàn ông đó, đàn ông dũng mãnh luôn á. Bây giờ mở rào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Pháp. Này tự tay làm chắc luôn nè. Chào anh. Chào em. Cái này có anh có phần quà. Đây là do chính tay anh với các đồng chí ở đơn vị cùng nhau làm. Dạ. Gửi em. Dạ em cảm ơn ý nghĩa đi. Phát nói ý nghĩa cho bạn nghe. Cái cây này nhìn nó đơn giản, nó gai gốc rồi, nhưng mà anh muốn tượng trưng là ví dụ sau này mình có tiến xa hơn nữa thì anh cũng như cái cây này nè, che chở được cho em với lại cả gia đình của mình. Rồi nhận đi con, rồi mình tặng lại liền. Nhân tiện diện này thì em cũng có món quà tặng anh. Đây là cái sản phẩm lan mà bên công ty tụi em nuôi cái mô ra. Cái món quà này là do em tự tay trang trí. Thì đây là lan vũ nữ anh tặng, em tặng anh với ý nghĩa là sẽ mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho anh ạ. Rồi, rồi, cảm ơn anh. Dặn anh đi, anh để ở cửa phòng anh á, sáng là anh phải chăm sóc nó này kia. Anh về ráng tưới cho nó ra bông nha anh. Rồi. Chúng ta trò chuyện với nhau để tìm hiểu lẫn nhau đi các bạn. Anh có một cái ý kiến nhỏ vậy thôi, là tại vì anh là con trai một, vậy sau này nó có một cái là phải anh muốn là vợ của anh nó là phải làm dâu ở trong chung ba mẹ của anh. Em có ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Ba mẹ của anh thì không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà chủ yếu là do anh thôi. Anh hay đặt nặng cái vấn đề làm dâu thôi chứ không gì hết. Chỉ cần chấp nhận làm dâu là được, con không có yêu cầu gì nhiều hết. Pháp mà thử hẹn hò như thế nào, cái thời gian mình rảnh ở đâu đó. Nhưng mà công việc của anh hiện tại thì thời gian nó cũng hơi khó khăn. Một tháng chắc mình, nếu mà em có thể cho anh cơ hội thì có mình gặp nhau được khoảng 2-3 lần. Anh sẽ thường nghỉ vào cuối tuần ha? Đúng rồi, anh thường nghỉ vào cuối tuần. Em có thường về nhà không? Cuối tuần em có thường... Dạ không, hiện tại thì ngoài việc đi làm thì em còn đi học. Thì em học sẽ vào cuối tuần. Thì một tuần thì em có thể là rảnh ngày chủ nhật. Có gì thời gian đó thì em có thể tạo điều kiện cho anh gặp, chúng mình gặp nhau rồi tâm sự nhiều hơn. Dạ. Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là 29 con mới lấy chồng ha?
Dạ, tại còn con còn đi học khoảng 2 năm nữa con mới xong rồi. À vậy thì con phải nói cho anh hiểu, chứ anh cũng nôn dữ lắm rồi, anh 29 rồi. Anh thì cũng không nôn lắm, nhưng mà ba mẹ nhà đang hối nhiều quá. Dạ. Đó thì 2 năm thì phát thấy sao, tại bạn đi 2 học. 2 năm thì anh vẫn chờ được. Ừ, bạn đi học chứ không phải là bạn chưa muốn lấy chồng. Dạ dạ. Thôi bây giờ là Pháp, em tiến tới ha, em nắm tay bạn gái đi. À, coi truyền cảm xúc cho nhau, rồi em hát tặng bạn gái bài gì đó. Hôm nay đến với chương trình anh không có gì hơn tặng cho em một bài hát. Anh hát thì không được hay lắm, cũng mong em cố gắng chấp nhận. Bài hát mang tên Chân Tình. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dạ, hôm nay tới đây thì mặc dù là em tặng anh chậu Lan Vũ Nữ, nhưng mà không có bài hát về Lan Vũ Nữ, nên là em sẽ hát tặng anh bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với qua biên giới anh sẽ tàn người thân, ánh mắt nụ cười quên than ngày xa xôi. Chúc anh người linh trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân đi trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Cảm ơn vậy. Em có hay tính hay ghen không? Dạ em thì em không có ghen, chủ yếu là do anh tự giác thôi. Nhưng mà con nói cho anh nghe đi, sao con lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ con thích tác phong của quân đội ạ. Mấy anh thì rất là nghiêm chỉnh, nề nếp. Tính của con thì cũng hay bộc phát á, nên con muốn có người kìm cái tính của con lại. Anh có kìm được không anh? Rồi cái tính này anh sẽ rèn em được. Bây giờ là Pháp nắm hai tay bạn gái lại, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Mình suy nghĩ gì về người đối diện, mình mong muốn gì, nói từ trái tim của mình đi Pháp. Vì cái lần này là lần đầu gặp gỡ, anh rất có cảm tình với em. Anh hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu và tiến xa hơn. Bài hát lúc nãy là anh chỉ dự định là hát trong cái ngày đám cưới thôi, đám cưới của anh thôi. Anh hy vọng người đó là em. Dạ, anh cảm ơn anh. Chúng ta dành ra 30 giây để lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự đây là nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng đừng ngại ngùng bấm nút, còn không chúng ta đừng bấm nút để dành cái nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2 đó, người ta 1, 2 là bấm rồi, không chờ tới 3 luôn đó. Thiệt là dễ rồi. Sợ chúc mừng nha. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau nắm tay đó, chính xác như vậy. Pháp xem như là gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình, mình chào gia đình cái, xong mình xin phép gia đình là cho tụi con hẹn hò với nhau. Con chào hai bác, con hôm nay xin phép hai bác được cho con được tìm hiểu với Hạnh. Con xin hứa nếu mà con với Hạnh tiến xa hơn nữa thì con sẽ chăm sóc Hạnh đến hơi thở cuối cùng. Trời ơi, cưng ghê không? Có nói gì với ba má ruột mình không? Dạ, nếu mà ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ cũng an tâm rồi, con chọn được con dâu tốt cho ba mẹ. Rồi xin phép em cho anh. À, cho anh xin phép. Được không? Được, cái nữa đi, cái bên kia cho nó đều. Còn trở bên nữa không? Trời ơi, có phải cặp vậy đó. Cô Vân chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cũng đúng rồi. À, chào nhau rồi chào thủ trưởng đó. Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng gặp cặp đôi thứ nhì. Cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69.5. Không hỏi. Không hỏi. Vô số kể, yên tâm. Bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai. Tóc ngang vai. Ngang vai mà. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Mời nhà trai. À, chào anh trai.
Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi. Xin chào bạn gái bên kia hàng mùng tơi và xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Cao Bum. Năm nay 29 tuổi, cấp bậc thượng úy. Hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. Mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang làm kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 27. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây Biên Hòa thì cũng gần. Cũng gần đúng không? Đúng ở rồi, đi cũng thuận lợi lắm. Nhà trai cho nhà gái biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Được, tức là không ngủ ngáy. Không ngủ ngáy hả? Cũng, sao em biết? Người khác em ngủ trưa. Và em chưa chắc là lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á. Rồi, sao nữa à, điểm mạnh? À, đó là điểm mạnh đó hả? Vâng, Vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á. Em thì không thù dai. Không thù dai. Vâng, chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết. Chỉ có thù giặc thôi. Vâng. Thì thoảng cũng để bụng tí. Và để bụng tí. Có quyển sổ để ghi lại. Ôi trời ơi. Không có thù dai mà để ghi sổ thôi ha. Vâng, thì mình đỡ phải nhớ. Còn gì nữa? À, điểm yếu thì em hơi trầm tính. Có người nhận xét là cũng hơi kỹ tính một chút. Mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Dạ, điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là trước đám đông lại hơi căng thẳng á. Bị căng thẳng đúng không? Bị gương đúng không? Dạ. Với lại nó nhỏ quá, tôi qua tôi nghe chứ coi. Bên đàn trai không nghe được gì chứ á. Sao kỳ vậy? Rồi, trời em gái. Dạ. Thoải mái lên nào. Với lại là hay suy nghĩ á. Hay suy nghĩ ha, suy nghĩ về gì? Suy nghĩ hay là suy diễn? Có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó hơi quá. Cái vấn đề nó không có như vậy trầm mà trọng mình, như vậy. Dạ, nhưng mà mình lại cứ đúng rồi, tưởng tượng cho nó quá lên như vậy là nó sẽ lập rơi vào suy diễn đó. Mấy cái chính chính là như vậy ạ. Còn mấy cái nhỏ nhỏ thì cái phụ từ điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó. Rồi mình có năng khiếu gì không? Dạ, cũng biết nấu ăn với lại là cũng thích làm bánh. Làm bánh, bánh gì? Dạ, giả sử như là dạ đây bánh bông lan. Mình nhìn là mình nghi rồi, mình nghi là bạn này làm rồi đó. Dạ, bánh bông lan rồi hoặc là bánh trung thu hoặc các loại bánh. Mai mốt làm bánh bán, mở tiệm bánh cũng được. Dạ. Bây giờ mình có thích văn nghệ không? Sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Dạ, em xin hết ạ. Sao bạn Nam? Tưởng tượng có giọng anh như thế nào? Anh là giọng rất là trong trẻo và hay ạ. Chào chị cưng ạ. Em nói mấy, cho bà mới biết là em có mấy mối tình. Em thì mới trải qua một mối tình kéo dài gần 3 năm. Chia tay vì hồi em học ở xa, thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó vơi theo cánh thư ấy. Nên là sao mặt cách lòng đúng không? Vâng, sao mặt cách lòng đấy. Bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức là có 2 mối tình ạ. Chính thức thôi hả? Dạ. Còn không chính thức là mấy? Dạ không, nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ. Mối tình dài là được mấy năm? Dạ được gần 1 năm. Cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh. Mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều. Rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau. Rồi. Nên là nó có ghen đến không đâu. Nè? Giờ cô hỏi có ghen không? Dạ thực chất là ai cũng ghen hết á. Nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi. Vừa phải thôi phải không? Dạ. Em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không? Bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á. Dạ thực chất là ba em cũng là bộ đội. Dạ bây giờ ba về hưu rồi. Rồi ba có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con? Từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? nhìn nơi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa. Nhưng mà tại sao con lại vẫn quyết định lấy chồng bộ đội? Dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn. Những lúc mà xa thì không nói, nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình những cái lúc mà mình thiếu hụt tình cảm. Vậy con quyết lấy chồng bộ đội ha.
Dạ. Ủa? Đó. Rồi con diễn tả cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69,5. 69,5 rồi. Dạ được luôn. Quá được, được luôn, dạ, quá được luôn. Dạ. Không hỏi. Không hỏi. Yên tâm. Yên tâm. Vô số kể, yên tâm. Từ này nó nhạy cảm quá. Cái gì nhạy cảm? Ông không được bị hói đâu mà ông nhạy cảm. Có những người hơi hói hói đó. Nói chung mấy người hói có tài lắm ạ. À. Anh hơn em. Rồi sao nữa nè? Không hô. Không hô. Dạ. Da ngâm. Da ngâm luôn, quá ngâm luôn. Ừ. Rồi bây giờ đó bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai. Tóc ngang vai. Ngang vai mà. Ừ. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Bởi vì chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi eo hẹp một chút. Thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay. Nói chung vợ đang đẻ báo động cũng phải chạy đúng không? Trường hợp đấy thì lại được đặt cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là đơn vị tạo điều kiện được. Nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm. Lo gì, bố của người ta là bộ đội mà. Thì đó. Nhìn mẹ là biết rồi, suốt thời gian đó là biết rồi. Mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó. Thì đó, nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao? Thần tượng bố, cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội là cô này cô đã nắm hết rồi. Vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha, là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi. Thông cảm cho bộ đội là chắc chắn là thông cảm rồi. Em không thích điều gì ở bạn gái? Thiếu tâm lý một tí, thông tinh tế và đặc biệt là không thủy chung. Có thủy chung không nè? Dạ thủy chung chứ. Thủy chung son sắt đúng không? Dạ. Rồi có thực tế không? Tế ạ. Người sống có thực tế, đừng có sống ảo á. À dạ thực tế. Ừ ha, không dạ. Ảo, không ảo giác gì dạ, ha, đúng dạ, không? Dạ. Lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi ạ. Bạn gái không thích điều gì ở bạn trai? Keyboard. Mình có keyboard không nè? Chắc xíu xíu. Xíu hả? Tiết kiệm hay là tiết kiệm, mình gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó. Tiết kiệm chứ không phải là keyboard đúng không? À gia trưởng. Có gia trưởng không? Em không. Ừ, không, không gia trưởng. Nhìn mặt này không thể là chữ. Từng có em gái mưa, em gái nắng gì nhiều. Có mưa nắng gì không với em gái nào không? Dạ không. Mình là mấy mối tình? Em một. Một, bên đây ta hai mối tình, vậy mình mưa nắng hơn người ta nữa. Rồi, con gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em, gia đình của em, chú và em gái với bạn ạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình bằng thằng gái. Gia đình mới đi hùng hậu quá ha. Dạ, ba mẹ nói là phải đi cổ vũ cho con gái mau lấy chồng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Xin chào mọi người trong khán trường. Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Bởi vì bản thân tôi thì cũng tham gia quân đội là cũng 33 năm. Cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội là tôi rất cảm tình. Tức là nói bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh rồi đấy. Đồng minh rồi. Đấy. Thì đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu, rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với chương trình. Xin hết. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Anh trai đi với ai? Em đi với lại các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Xin chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chủ huy đơn vị, chỗ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết được hai bạn có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin phép chú cho đồng chí Bun. Đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa, nếu mà tốt hơn là tiến tới một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn. Xin hết và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Ôi, nguyên cái máy bay luôn kìa. Thôi bây giờ cứ nhận cái này mà trước. Anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình được tham gia vào mối hẹn hò hơn 2 tuần. Đơn vị anh hơn 100 con người chuẩn bị món quà này, gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em. Dạ, đây, đây, đây anh để đây cho em. Còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh. Nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá. Hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em có. Thì trong đây em có ghi một ít là nhắn nhủ. Thì có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em. Rồi, xin phép đọc luôn.
nắng kia là của mặt trời, còn anh là của ai rồi hay chưa, mây kia là của hạt mưa, anh xem đã thích em chưa hay rồi. Dạ. Thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi. Còn à, câu thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em. Rồi thôi hai đứa về đây ngồi tâm sự nè, nói chuyện với nhau nào. Hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính á, thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào á. Anh không khó tính, anh chỉ kỹ tính thôi. Công việc của anh là làm bên kỹ thuật. Dạ. Thì nó cũng giống như cái toán của em, là cũng phải tỉ mỉ chi tiết. Có một chút thì nó ảnh hưởng công việc, nó hơi kỹ tính. Cũng hay để ý những cái chi tiết hơi nhỏ một xíu. Nhỏ là nhỏ như thế nào anh? Cái chuyện mà em hay suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện anh sẽ chấp nhận được. Hồi nãy anh có nói hơi xíu xíu keyboard thì giả sử như đi chơi hay gì đi, thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không? Đi chơi thì anh nghĩ là nên bên con trai trả tiền sẽ tốt hơn. Đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi, cái việc không nên so đo tính toán những cái chuyện đấy. Quan điểm của em về tình yêu, về cuộc sống sau này như thế nào? Nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp. Không ai là hoàn hảo cả thì cũng sẽ có những lúc mà xảy ra cãi vã. Mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng. Anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm. Dạ. Tốt nhất là mình nên bày tỏ, như vậy thì tốt hơn. Vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân? Em cũng không quan trọng thời gian. Nghĩa là hai bên tìm hiểu, đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thực sự cần nhau thì mình tới thôi. Là vấn đề của hai bạn bây giờ là cái địa lý nè. Thì như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình, xin phép cô chú là cho tìm hiểu. Nếu nhiều thì tuần được một lần, còn nếu ít thì tháng được khoảng hai lần. Dạ. Rồi, bây giờ mình tiến tới cô gái, nắm tay cô gái để trao những cảm xúc, nhìn thẳng vào mặt nhau. Thì em thì em biết âm nhạc, không biết em lắm. Rồi thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó, có bây giờ tới hát rồi đó, có cà chua thì cất đi. Tiến tới mà, đi tiến hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ nào, nắm tay nào, cuộc nắm đời tay người nào. Chiến sĩ giản dị thật đáng yêu, một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu, một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Nhưng anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim, một trái tim. Xúc động quá. Thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy. Dạ. Anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha, bấm theo sự mách bảo của con tim. 3 2 1 Hết thời gian. Đồng điệu luôn á. Hai cái cặp luôn. Ghê thiệt. Nắm tay nào, nắm tay nào. Đó. Hôm nay đến với chương trình được gặp bạn Dung là một điều rất là may mắn và cũng là xúc động trong lòng của cháu. Thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được làm quen, tìm hiểu nhau. Cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Cháu xin chào chú, các anh, các mẹ em luôn. Thôi vui quá. Đây, hôm nay lấy món quà của nhau. Hôm nay đơn vị mình thắng lợi quá cơ. Phát nào trúng phát đấy. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thật ngọt ngào, thật yêu thương nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa thấy format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và những số này là những số đặc biệt dành cho quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.
Thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau, thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Có nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện gì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Dạ vâng, em cũng biết nói sao, nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt vai hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi ạ. Trời, nhát thì cũng 2 mối rồi.